Mến chào cô chú, quý anh chị, cô bác và các bạn đến với video ngày hôm nay. Bây giờ là sáng ngày mùng 2 Tết. Em Đức Anh, cháu Đức Anh tiếp tục gửi đến quý cô bác, quý anh chị và các bạn những hình ảnh mới nhất của người dân Hà Nội tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm ạ. Đây là bưu điện Hà Nội đây ạ. Cũng có rất nhiều người đang tập trung ở dưới sảnh của bưu điện Hà Nội để ghi lại những cái khoảnh khắc của năm mới 2024. Đây là hình ảnh các cô nhảy thể dục buổi sáng rất sung. Có thể thấy người dân và khách du lịch sống ở thủ đô Hà Nội dậy rất là sớm để đi chơi buổi sáng. Trong không khí hân hoan của ngày mới thì đường phố Hà Nội trong sáng nay cũng rất là vắng vẻ. Hiện tại thì có rất nhiều anh chị buổi sáng sớm đến đây chụp ảnh để lưu giữ lại những cái kỷ niệm ở Hà Nội. Thưa quý vị, đây là tháp Hà Phong, một trong những địa điểm chụp ảnh rất là đẹp ở bên hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Còn đây là vườn hoa Lý Thái Tổ, một trong những nơi tập trung đông đúc rất nhiều anh chị em buổi sáng ra đây để chụp ảnh và thắp hương dâng lễ vua Lý Thái Tổ. Thưa các bạn, kia là tháp rùa. Tháp rùa ở giữa hồ Hoàn Kiếm. Còn xa xa phía đằng kia là đền Ngọc Sơn.
hiện tại cũng có rất nhiều du khách nước ngoài đi bộ vào buổi sáng. Thưa toàn thể quý anh chị, đây là cầu Thê Húc, con đường dẫn vào đền Ngọc Sơn. Đây là tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và Lò Sũ, hàng ngày rất là đông đúc, nhưng mà hôm nay sáng mùng 1 nên là cái tỷ lệ người di chuyển trên con đường này cũng rất là vắng vẻ. Đây là một điểm trung chuyển ở số đường Đinh Tiên Hoàng để trung chuyển khách đi Hà Nội. Đó, kia là điểm xe điện, xa xa là cầu Thê Húc. Ở tuyến phố Đinh Tiên Hoàng này thì là buổi sáng có rất nhiều các chú đạp xe đạp xong thì ngồi uống trà đá, uống nước ở đây. Còn đây là nhà hát Múa Rối Thăng Long, một trong những địa điểm rất là ưa thích khách quốc tế đến để tham quan múa hát nghệ thuật tại đây. Xa xa phía góc kia là phố Hàng Đào, cầu gỗ. Đó, kia là những chiếc xe 2 tầng của Hà Nội Tour để có thể đưa khách du lịch đi khắp các nẻo đường phố cổ của Hà Nội. Còn đây là nhà hàng Cá Mập. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá con phố Hàng Đào. Hàng ngày nó rất đông đúc và nhộn nhịp bán hàng. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá xem là con đường này như thế nào. Ở đây là con phố Hàng Đào. Đó, xe điện đưa các du khách trong và ngoài nước đi quanh Hà Nội. Thưa quý vị, đây là con phố Hàng Mã, nơi hàng ngày có rất nhiều cửa hàng đông đúc phục vụ khắp cả nước. Nhưng sáng nay thì ngày mùng 1 Tết nên là lượng khách người du lịch đi qua đây cũng rất là vắng vẻ.
Hiện tại là trên tuyến phố này có duy nhất một bà cụ đang bán hàng. Còn đây là phố chả cá. Còn đây là phố hàng cân. Hết chả cá thì đến hàng cân. Và tiếp theo là phố Lương Văn Can. Kết thúc phố Lương Văn Can này thì sẽ ra đến bờ hồ Hoàn Kiếm anh chị ạ. Đó, bây giờ là chúng ta đã ra Lương Văn Can Hàng Bông và để đi ra Hoàn Kiếm. Đây là hội các bác cao tuổi, toàn các bác nam thôi. Cháu cho chào các bác nhá, chúc các bác năm mới mạnh khỏe và thành công cho cuộc sống nhá. Vâng. Video đến đây thì cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác, quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Rất mong nhận được những nút like, chia sẻ video từ toàn thể quý anh chị, cô bác và các bạn.